Ôi trời ơi. Xin chào anh em đã quay trở lại với Max Q. Và đến với video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nói chuyện sâu hơn về thế hệ iPhone 14 dự kiến sẽ được ra mắt chính thức vào cuối năm này. So với thế hệ iPhone 13 hiện tại thì iPhone 14 sẽ được cho là mang đến làn gió mới hoàn toàn về nhiều mặt, bao gồm cả thiết kế bên ngoài cho đến tính năng bên trong đều sẽ rất vượt trội. Mà ngay bây giờ mình sẽ cùng anh em điểm qua khá chi tiết các thay đổi trọng tâm trên thế hệ iPhone 14 tới, mà cụ thể là về camera. Các dự đoán này được tiết lộ bởi các chuyên gia uy tín về phân tích và có dự đoán xác thực cao trong ngành. Vì vậy mà anh em có thể tin tưởng để chờ đợi vào thế hệ điện thoại kế tiếp của Apple sẽ gần giống như vậy. Đầu tiên, iPhone 14 Ultra sẽ có camera lên tới 72 megapixel. Đây chính là thay đổi lớn đầu tiên về thế hệ iPhone 14 so với tất cả các mẫu tiền nhiệm, và lần đầu tiên đánh dấu việc táo khuyết loại bỏ sử dụng cảm biến chính 12 megapixel đã có từ thời iPhone 6S, tức cách đây tới 7 năm. Mặc dù nhiều người hâm mộ Android khó tính sẽ nói với anh em rằng đó là do Apple chậm đổi mới, nhưng đây không phải là một lý do chính xác đối với Apple. Chắc chắn Tim Cook đã cùng các đồng nghiệp của ông cân nhắc rất nhiều để đi đến một sự đổi mới mang tính chất nhảy vọt cho điện thoại Apple. Sự thật là điện thoại thông minh không nhất thiết phải có khả năng chụp ảnh 48 megapixel trở lên. Các hình ảnh 48, 50, 100 megapixel nguyên bản sẽ chỉ chiếm nhiều dung lượng lưu trữ hơn mà không mang lại nhiều lợi ích, ít nhất là do độ phân giải đơn thuần. Và khi được xem trên màn hình điện thoại 6 inch, chúng không xuất hiện khác so với hình ảnh có độ phân giải thấp hơn. Do đó mà Apple cũng như nhiều nhà sản xuất khác, ví dụ như là Sony, nhận thấy cảm biến 12 megapixel là tốt nhất để đạt được sự cân bằng phù hợp cho những gì một chiếc máy điện thoại thông minh cần phải làm. Tuy nhiên thì khi nhìn sang thành công của Nokia trước kia về một cụm camera siêu độ phân giải thì Apple cũng cần phải cân nhắc thay đổi. Việc trang bị một cụm camera ít nhất là 48 megapixel thực chất là để giúp cho việc chụp một bức ảnh 12 megapixel sắc nét hơn hẳn nhờ thuật toán gộp điểm ảnh. Cùng với đó là sức mạnh xử lý của chip hình ảnh điện thoại bây giờ cũng đã tăng lên rất nhiều, nên việc tích hợp một cụm camera độ phân giải cao hơn ngoài việc giúp cho hình ảnh nét hơn còn là một cách để tận dụng sức mạnh xử lý của chip cho đỡ phí chẳng hạn. Đó là câu chuyện trên camera của những chiếc iPhone 14 tiêu chuẩn. Còn với iPhone 14 Pro với kích thước lớn hơn, hoặc lý tưởng nhất là một chiếc iPhone 14 Ultra siêu to khổng lồ, thì có thể Apple sẽ đẩy độ phân giải lên tới 72 megapixel. Theo nhiều chuyên gia thì việc tích hợp camera tới 72 megapixel còn có một số lợi ích khác cho Apple, bao gồm việc quay video 8K và hỗ trợ tốt hơn cho hệ thống thực tế ảo AR/VR của họ. Bộ vi xử lý mạnh mẽ của Apple vượt trội hơn nhiều so với những gì mà chip Exynos của Qualcomm hoặc là Samsung có thể làm. Và điều này bao gồm cả kết xuất video. Vì vậy mà nhiều chuyên gia hy vọng 8K từ iPhone 14 Pro sẽ trông vượt trội hơn nhiều so với những gì mà Samsung hoặc là Xiaomi có thể cung cấp cho đến nay. Thứ hai, iPhone 14 có thể hoạt động như một kính thực tế ảo. Như đã đề cập ở trên thì với việc bổ sung chế độ video 8K thì gần như chắc chắn rằng video 8K quay được trên iPhone 14 Pro sẽ được sử dụng cho tai nghe AR, VR của Apple. Tuy nhiên, gợi ý quan trọng khác cho chúng ta biết 8K có liên quan đến kế hoạch AR, VR của Apple là thời điểm mà chiếc kính thực tế ảo đầu tiên của họ ra mắt. Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch, dòng iPhone 14 sẽ được phát hành vào tháng 9 năm 2022, trong khi tai nghe AR, VR đầu tiên của công ty được cho là sẽ ra mắt sớm nhất vào năm 2023, và thực tế nó sẽ hoàn thành việc phát triển từ cuối năm 2022. Điều này có thể hoàn toàn hợp lý, nhưng rõ ràng công ty có trụ sở tại Cupertino đang phải đối mặt với một số thách thức về sản xuất do tình hình dịch bệnh gây ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng linh kiện toàn cầu. Thứ ba, iPhone 14 sẽ có camera zoom tiềm vọng cải tiến. Theo nhà phân tích đáng tin cậy Michikuo, Apple đang có kế hoạch đưa camera zoom kính tiềm vọng lên iPhone 15 Pro và 15 Pro Max. Vì vậy, vào năm 2023, điều này không có gì ngạc nhiên vì iPhone 13 Pro đã nhận được bản nâng cấp từ 2X ống kính zoom thành 3X. Vì vậy, rất có thể iPhone 14 Pro sẽ sử dụng cùng một ống kính zoom. Điều đó có nghĩa là đang có ít sự mong đợi Apple sẽ thêm camera thứ tư vào dòng iPhone 15 Pro. Tuy nhiên thì có một cách để khắc phục khả năng zoom thấp của iPhone là công ty sẽ sử dụng ống kính zoom quang học 3.5 đến 4X với khoảng cách lấy nét ngắn vẫn sẽ được sử dụng để chụp ảnh chế độ chân dung. Điều này rất quan trọng đối với Apple vì nó trở thành một yếu tố chính của máy ảnh iPhone. Ống kính zoom 3.5X từ Huawei P50 Pro và camera 4X từ Pixel 6 Pro của Google đã chứng minh rằng nếu được tối ưu hóa và sử dụng đúng cách, một chiếc máy ảnh như vậy có thể tuyệt vời để chụp chân dung.
cũng như là zoom tầm xa. Ít nhất là đối với Apple sẽ cố gắng để đạt được thuật toán zoom tốt như Google và Huawei đang làm. Thứ tư, iPhone 14 sẽ cải tiến camera góc siêu rộng. Camera góc cực rộng trên hầu hết các điện thoại hiện nay thường bị coi là ống kính có chất lượng kém nhất trên hệ thống camera của thiết bị. Thật không may, iPhone 13 và 13 Pro cũng vậy, khi chất lượng ảnh siêu rộng không hề vượt trội so với ngay cả iPhone 11, 12 hay là Google hoặc là Huawei, và càng không thể so sánh được về chất lượng ảnh với camera chính trong hầu hết điều kiện chụp. Các công ty di động sẽ cần đầu tư thêm thời gian và nguồn lực để làm cho camera góc siêu rộng hoạt động tốt trong mọi điều kiện ánh sáng. Nhiều chuyên gia hy vọng Apple sẽ giải quyết vấn đề này với iPhone 14 Pro sắp tới. Tuy nhiên thì cũng không ngoại trừ trường hợp táo sẽ tiếp tục sử dụng camera siêu rộng 12 megapixel cũ và dành sự nâng cấp cho iPhone 15 chẳng hạn. Cuối cùng, iPhone 14 sẽ có camera selfie đục lỗ. Điều cải tiến cuối cùng mà mình nhắc đến trong video này là chúng ta hãy chú ý đến camera chụp ảnh tự sướng trên iPhone 14 Pro mới. Apple hiện đang sử dụng và lạm dụng cùng một cảm biến máy ảnh 12 megapixel trên 3 thế hệ iPhone liên tiếp, và điều này đơn giản là họ thích thế. Khi lần đầu tiên ra mắt trên dòng iPhone 11, cụm camera True Depth 12 megapixel đã tạo ra những bức ảnh tuyệt vời và những đoạn video tốt nhất so với bất kỳ đối thủ nào khi đó. Nhưng đó là về năm 2019, giờ đây những chiếc điện thoại như là Pixel 6 Pro, Galaxy S22 đều đã cải thiện đáng kể khả năng chụp ảnh quay video bằng camera trước. Nói đơn giản là đè bẹp iPhone 13 Pro trong nhiều điều kiện. Trong đó thì đáng kể nhất là khả năng ghi hình HDR bằng camera trước, vốn là thế mạnh của Apple, giờ đây đã bị Google và Samsung vượt qua. Do đó, với việc thay đổi triệt để thiết kế camera trước trên iPhone 14, thì chúng ta nên hy vọng rằng táo khuyết nên đầu tư mạnh hơn về chất lượng để đảm bảo vị thế ngôi vua camera selfie của Apple vẫn sẽ được duy trì thêm một thời gian nữa. Và vậy thôi, trên đây là toàn bộ những tổng hợp của bọn mình xoay quanh cụm camera trên iPhone 14 sắp ra mắt. Không biết là anh em kỳ vọng như thế nào về cái khả năng quay phim chụp hình trên iPhone 14? Hãy để lại comment ở phía bên dưới nhé. Cũng đừng quên là hãy bấm like và subscribe để ủng hộ cho Max Skill. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.